Thực phẩm giúp tóc mọc dài cực nhanh. Một số thực phẩm dưới đây có thể kích thích tóc mọc dài cực nhanh mà không tốn nhiều thời gian. Rau xanh. Các loại rau lá xanh là một trong những thực phẩm thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của tóc, đặc biệt là các loại rau như rau diếp, rau cải, đậu xanh và ớt xanh, bởi chúng rất giàu chất dinh dưỡng tốt cho mái tóc. Thường xuyên ăn các loại rau lá xanh sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất để tóc nhanh lớn và giúp tóc chắc khỏe hơn. Các loại rau, củ, quả khác, cà rốt, cam, đu đủ, chuối, hành tây, tỏi và đậu cũng là những thần dược tự nhiên giúp bạn sở hữu mái tóc dài suôn mượt. Những loại rau, củ, quả này đảm bảo cho sự lưu thông máu dưới da đầu, giúp tóc chắc khỏe hơn và thúc đẩy cho tóc dài hơn. Nếu bạn thường xuyên thêm những người bạn này vào danh sách đồ ăn uống hàng ngày của mình, chắc chắn bạn sẽ cải thiện đáng kể tình trạng mái tóc lơ thơ của mình. Ảnh minh họa. Các loại mầm, giá đỗ. Các loại mầm là một thực phẩm tuyệt vời để chấm dứt hoàn toàn việc gãy, rụng tóc và thúc đẩy sự phát triển của sợi tóc. Thường xuyên bổ sung các loại giá đỗ cung sẽ giúp mái tóc của bạn thêm phần bóng mượt và suôn mềm bởi chúng rất giàu protein và chất dinh dưỡng. Tốt nhất, bạn nên thêm thứ thần dược này vào thực đơn buổi sáng của mình để sớm có được sợi tóc như ý. Trứng cung cấp protein cho tóc, mái tóc có thành phần cấu tạo chính là protein. Vậy nên, nếu muốn mái tóc chắc khỏe, mọc tóc dài và dày thì hãy nhanh chóng bổ sung các thức ăn giàu protein. Các loại trứng như trứng gà, trứng vịt, trứng cút đều rất giàu protein. Chưa hết, trứng còn là nguồn bổ sung các chất khác rất tốt cho tóc như lưu huỳnh, sắt và kẽm giúp tóc khỏe mạnh, giảm gãy rụng. Bổ sung khoai lang để cung cấp beta-carotene. Beta-carotene là thành phần chủ yếu có trong vitamin nhóm A. Cung cấp đủ vitamin A sẽ giúp da đầu luôn sản xuất ra dầu tự nhiên giúp giảm khô ngứa, nấm mốc dẫn đến rụng tóc. Vậy nên, hãy bổ sung khoai lang, món ăn ngon dễ tìm mỗi ngày trong khẩu phần ăn để chăm sóc tóc. Hầu, thiếu kẽm có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng rụng tóc và khô da đầu. Lúc này, hãy bổ sung hầu vào thực đơn bởi chúng chứa hàm lượng kẽm tương đối cao. Trong 90g hầu có chứa lượng kẽm nhiều gấp 5 lần lượng dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày. Hạt hướng dương. Hạt hướng dương là một thực phẩm giàu kẽm và vitamin E. Một lượng nhỏ hạt hướng dương cũng có thể cung cấp đủ lượng vitamin E cần thiết cho cơ thể. Những dưỡng chất này có tác dụng làm tăng lưu lượng máu lên da đầu. Chính nhờ vậy, chúng cũng giúp thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng tóc. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc an toàn và loại bỏ các hạt mốc hỏng để không gây hại sức khỏe.